Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ test thử cái bộ phát wifi 4G cho mọi người xem nhé. Bộ phát wifi 4G nó sẽ gồm những bộ phận sau này: một cái cục phát này, một cái pin này, một cái dây sạc này, và cái hộp của nó thì sẽ có một tờ hướng dẫn mọi người, một tờ hướng dẫn và một cái hộp bên ngoài rất là đẹp. Đầu tiên thì mọi người phải chuẩn bị cho mình một cái sim nhé, một cái sim của nhà mạng Viettel hay Vina hoặc là Mobi đều được, sim nào cũng được, nhưng mà sim đấy phải vào được mạng nhé và có tốc độ nhé. Thì hôm nay mình sẽ chọn cái sim này của Vinaphone, mình có sẵn đây rồi, mình đăng ký gói cước rồi. Đầu tiên mọi người sẽ lắp sim vào cục phát nhé. Lắp sim thì mọi người chú ý là nên lắp bằng sim không cắt nhé, thì lắp vào đây nó sẽ chuẩn hơn này. Còn mình dùng sim cắt ấy, thì lắp vào đây nó sẽ đấy, ví dụ sim cắt này thì nó sẽ không ổn lắm đâu. Mọi người dùng sim không cắt nhé, lắp vào đây này. Sau đấy là mọi người lắp pin vào nhé. Đó, khi mà lắp pin xong ấy thì mình sẽ khởi động lên bằng cách là mình giữ liền cái nút nguồn này khoảng 10 giây, 15 giây nhá. Đó, mình khởi động lên. Mọi người chú ý giúp mình là đây là ba cái biểu tượng của cục phát. Cái biểu tượng ngoài cùng này là biểu tượng pin nhá mọi người nhá. Biểu tượng bên phải này là biểu tượng bên phải là biểu tượng sim, cái cục phát này nó có nhận sim không mọi người nhá. Còn cái biểu tượng ở giữa này biểu tượng wifi. Biểu tượng wifi khi mà nó nhận sim nó sẽ phát wifi ra đây. Khi mà cả ba biểu tượng nó đều hiện màu xanh là ok mọi người nhá. Còn nếu mà một cái biểu tượng nào đấy nó hiện màu đỏ thì mọi người phải chú ý xem lại. Đó. Bây giờ mình sẽ test thử cái wifi này xem tốc độ nó có ok không nhá mọi người nhá. Thì mọi người sẽ vào phần wifi trên điện thoại. Mọi người bắt cho mình cái tên wifi nó là MiFi nhá. Wifi MiFi này mọi người nhá. Mật khẩu của nó mặc định là từ 1 đến 0 nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Còn khi mà mọi người yêu cầu bên mình cài đặt tên mật khẩu thì mình sẽ cài đặt đúng như thế và mọi người nhập như thế dùng nhé. Còn trong cái trường hợp mà không cần cài đặt thì nó sẽ là mật khẩu mặc định là từ 1 đến 0. Đây mình sẽ vào thử YouTube cho mọi người xem nhé. Vậy khá là nhanh. Tốc độ như wifi rồi. Đó. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại mọi người.